Lạy Chúa, là Cha yêu thương của chúng con, ngày hôm nay Cha đã kêu gọi chúng con, tụ tập chúng con một lần nữa, ngồi dưới bóng cánh của Ngài, để chúng con nghe lời Ngài, chúng con hiểu hơn về lẽ thật, chúng con hiểu hơn về sự mầu nhiệm của Cha, cũng như chúng con hiểu hơn về những việc Cha cho phép xảy ra trong cuộc đời của những tổ phụ chúng con mà chúng con đã học trong suốt sách Sáng Thế Ký này. Cha ơi, chúng con tin rằng Cha đang trang bị cho mỗi người chúng con và Cha hướng dẫn để chúng con mỗi ngày có được một cuộc sống càng sung mãn hơn, càng được vui hưởng mỗi ngày Cha ban cho trên đất này với tất cả những mối liên hệ xung quanh. Giờ phút này Thánh Linh ơi, xin ở với chúng con và xin soi sáng tâm lý, môi miệng, suy nghĩ, tư tưởng của chúng con để chúng con suy nghiệm được những điều Cha muốn dạy dỗ chúng con trong Sáng Thế Ký 50, là Sáng Thế Ký là chương cuối cùng của sách đầu tiên. Chúng con đổi tạ ơn Cha. Hết thảy chúng con hiệp nguyện, tạ ơn và cầu xin trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Yeah. Rồi, vậy bây giờ cô Phương Thảo đọc dùm cô Sáng Thế Ký 50 từ câu 1 tới câu 14 luôn nha con. Dạ, vâng ạ. Joseph khóc Jacob. Joseph buông mình trên thi hài cha mà khóc và hôn người. Rồi Joseph ra lệnh cho các thầy thuốc đang phục vụ mình phải ướp thuốc thơm cho xác Israel, cha mình. Các thầy thuốc liền ướp xác, ướp thuốc thơm cho thi hài suốt 40 ngày, vì đó là thời hạn ướp thuốc thơm cho xác chết. Dân Ai Cập khóc Jacob 70 ngày. Khi các ngày than khóc đã qua, Joseph thưa với triều đình Pharaon, nếu tôi được ơn trước mặt các quan, xin hãy tâu dùng lời ngạn này lên Pharaon, thân phụ tôi có bảo tôi thề, ta sắp qua đời, con hãy chôn ta trong ngôi mộ ta đào sẵn ở xứ Canaan. Bây giờ xin hãy cho phép tôi lên xứ ấy để chôn cha tôi, rồi tôi sẽ trở về. Pharaon bảo, ngươi cứ đi lên chôn cha ngươi như lời người đã bảo ngươi thề đó. Vậy Joseph đi lên chôn cha mình. Tất cả triều thần của Pharaon cũng đi theo, các quan lớn trong triều và những người cao trọng của Ai Cập, toàn thể gia đình Joseph và các anh em mình và gia nhân quyến thuộc của nhà cha người trong khắp xứ Goshen. Chỉ còn trẻ con với các bầy bò, bầy chiên ở lại mà thôi. Các xe ngựa chiến và các đội kỵ binh cũng cùng đi theo Joseph. Thật là một đoàn người rất đông đảo. Khi đến sân đập lúa của Atad gần sông Giô-đanh, họ lớn tiếng kêu la và khóc than cay đắng. Tại đây, Joseph cử hành tang lễ cho cha mình suốt 7 ngày. Dân Canaan, tức là người bản xứ, thấy tang lễ tại sân đập lúa của Atad thì nói, người Ai Cập cử hành tang lễ thật long trọng. Vì thế, người ta gọi địa điểm này gần bên sông Giô-đanh là Aben Mizraim. Các con trai Jacob làm theo lời cha mình truyền bảo. Họ đưa thi hài người về xứ Canaan và an táng người trong hang đá tại cánh đồng Macpela gần Mare. Abraham đã mua hang đá ấy cùng với cánh đồng của Hebron, người Hethit là mộ địa. Sau khi an táng cha mình, Joseph quay về Ai Cập với anh em và tất cả những người đã theo ông dự tang lễ. Rồi, cảm ơn xin con. Bây giờ chúng ta học tiếp Sáng Thế Ký 49, là Sáng Thế Ký mà Jacob hay những lời cuối cùng cho cho 12 con trai của mình, đúng không? Và trong cái và khi mà chúng ta coi xét lại lịch sử của Kinh Thánh,
Nhiều ngàn năm sau đó thì chúng ta thấy những cái điều mà gia cố tiên tri về các con trai mình đã thành sự thật. Thành ra chúng ta lại càng biết rằng là Kinh Thánh là một tổng thể của tất cả những điều mà Chúa đã dự định, Chúa đã bày ra từ buổi sáng thế. Các anh chị em phải là theo cái điều này hay là theo cái điều kia, nhưng mà hay là nó thay đổi, nhưng rõ ràng Chúa đã có một cái kế hoạch cho nhân loại từ từ buổi sáng thế. Là chúng ta mới thấy cái sự thống nhất của Kinh Thánh suốt mấy ngàn năm là như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu qua chương 50, chúng ta sẽ thấy những cái trình tự về cái việc mà gia cốt chết rồi tang lễ cho gia cốt, và những cái nghi lễ thời đó, thì có thể nói đây là một cái tang lễ được ghi lại mà gọi là, nếu mà mình nói là gì, là lớn nhất trong Kinh Thánh đó các bạn. Tại vì không có một cái tang lễ nào của bất cứ một nhân vật nào ở trong Kinh Thánh, ngay cả ví dụ của nhà vua hay là những cái tri hay gì, mà nó lại lớn như là cái tang lễ của Gia Cốt. Mà cái tang lễ này nó đặc biệt là không phải là người chết rồi là chôn tại đó, nhưng mà lại còn phải tổ chức nữa. Là nếu mà mình nói thì có thể là nó kéo dài qua gần hơn nửa năm, phải không các bạn? Tại vì sao nè, thì chúng ta đã thấy nè, bây giờ 70 đó là ngày. 70 ngày, phải không? 70 Ừ. ngày là 3 tháng, phải không? Rồi rồi còn đi tới đó, rồi nghĩa là rồi, mới đầu khoan, mình nói từ từ, là mới đầu là gọi là ướp xác chứ, phải không? Ướp xác là 40 Bước ngày. xác tới tới 40 ngày, rồi sau đó là chúng ta thấy lại và kế tiếp là thêm bao nhiêu ngày, 70 ngày khóc than, Mừng. rồi Ừ. là lại đưa chẳng những là con nhà cháu của Gia Cốt mà còn các triều thần của Ai Cập đều với cái nhóm 12 anh em này, phải không? Là mà chúng ta thấy câu số 7 nè, tất cả triều thần của Pharaoh cũng đi theo. Wow, các quan lớn trong triều và các nhân sĩ Ai Cập, rồi gia đình, rồi quyến thuộc, rồi nghĩa là nguyên một cái xứ Gô-sen, đó là chỉ có còn ở lại con nít với lại gì đó, chiên Chiên bò này kia thôi ha. Chúng ta tưởng tượng là cái gọi là đại tang cái lễ. nhóm và đại tang, đúng là cái đại tang này nó đến lớn đến như thế nào. Khi mà chúng ta nhìn lại cái cuộc đời của Gia Cốt thì chúng ta đều thấy, chúng ta đều biết rõ ông là người mà có cũng rất là nhiều những cái sai phạm. Nhưng mà cái điều quan trọng đó các bạn, là ông tiếp tục nắm lấy Chúa trong tất cả những cái biến cố, dù là cay đắng của cuộc đời mình. Ông đến nỗi mà ông gọi là ông vật lộn với Chúa nữa mà. Phải không? Gà ghê không ha? Lộn với Chúa nữa. Cũng giống như là sứ đồ Phao-lô đó có nói ở trong một cái đoạn mà khi mà ông viết là chúng ta hãy chiến đấu trong những lời cầu nguyện các bạn. Thì vật lộn hay là chiến đấu nói lên cái gì? Nói lên cái hành động, không phải là cứ ngồi ì ra đó không làm gì cả, phải không? Không có nói tới cái chuyện thụ động, mà chúng ta có hành động, có và có cái chủ đích của mình ha. Dạ chào chú. Dạ. Thì
Tất cả những cái điều đó đó các bạn cho thấy đó là dù Gia-cốp có lúc than thở phải không? Rồi bây giờ tôi sắp chết rồi mà có thể là không có ai mà nói không nhìn được con cháu rồi không có cái gì kia rồi ông có lúc là ông tưởng là Joseph đã chết rồi vân vân. Nhưng mà giờ ngược lại sự thật xảy ra cho thấy những cái điều lo sợ hay những cái buồn khổ của Jacob đó, nó không có thành sự thật. Thành ra ở đây đó lại là một cái điều mà cho mỗi chúng ta học được cái kinh nghiệm với các anh chị em là trong cuộc đời chúng ta có những cái giai đoạn chúng ta phải trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn phải không? Thí dụ như là giống như là ai trong chúng ta đều cũng có thể trải qua giai đoạn dù giống như hồi mà chú Hòa ở trong trại trại tù, nhiều khi có thể có những lần mình tủi thân mình nghĩ trời ơi chắc là tôi chết ở đây mà không ai biết hay là không gặp được vợ con vân vân và vân vân, nhưng mà chúng ta đều thấy cái ơn nghĩa của Thiên Chúa rất là lớn, lại đưa chúng ta ra cái hoàn cảnh lúc đó ra khỏi những cái than khóc lúc đó và đưa chúng ta đến những cái nơi tốt lành hơn, dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất trong hậu sự của chúng ta. Thành ra chúng ta sẽ càng thấy là cái lòng yêu thương chăm gìn của cha chúng ta là như thế nào. Và chúng ta cần hiểu đó là nhiều khi đó có những con người không nhận biết được cái điều đó đâu. Nhưng mà dù ai có nhận biết hay không thì cái tình yêu của Chúa vẫn ở đó, vẫn bao trùm mọi người. Và cái điều đó là qua cái đời sống của suốt đời sống của Jacob, chúng ta thấy cái tình yêu, cái ân điển của Thiên Chúa theo ông đến như thế nào, thì chúng ta có thể tin rằng tình yêu đó và ân điển đó sẽ theo chúng ta y như vậy. Vì Chúa yêu chúng ta không khác gì Jacob hết. Và cái điều đó là cái điều mình tin. Các anh chị em nha, thành ra nhiều khi đó trong cái cuộc đời của chúng ta có thể có những lúc thế này thế kia, nhưng mà chúng ta hãy vững lòng, tại vì chúng ta biết rằng Chúa nhìn thấy hết và Chúa luôn luôn sắm sẵn những cái điều tốt đẹp nhất cho con cái của Ngài. Mình muốn nói một chút về cái tục lệ mà ướp thuốc thơm cho xác người chết. Thì chúng ta đều biết đó là ở xứ Ai Cập là cái xứ mà ngay cả là được biết đến đầu tiên ở trên thế giới này về những cái kỹ thuật của họ, những cái khéo léo của họ, những cái tân tiến của họ về đủ mọi phương diện ấy. Chúng ta thấy sao cái kim tự tháp nó còn đến ngày hôm nay phải không? Và những cái mà người ta gọi mummy đó các bạn, là những cái ướp xác ướp đó, không biết là họ dùng cái gì, nhưng mà họ đã gìn giữ được để cho cái nó không có phải bị thối rửa hay là có mùi này kia. Tuy nhiên đó, cái điều này đó nếu mà chúng ta nghĩ kỹ đó, thì chúng ta sẽ thấy đó, là cái điều quan trọng đó không phải là ướp xác thơm rồi giữ cho chúng ta cái nằm bất động ở đó là cái điều quan trọng. Nhưng làm sao chúng ta ướp cho mình cái mùi thơm mỗi ngày chúng ta sống thì cái điều đó quan trọng hơn. Vì sao? Vì khi mà chúng ta giống như lúc nãy mình nói, chúng ta có hành động, chúng ta có những cái điều chúng ta để lại cho con người xung quanh của mình với những cái ngày mình còn sống, thì chắc chắn là phải có ý nghĩa hơn khi mà chúng ta hơn là chúng ta
chỉ là một cái xác ướp nằm bất động ở đó, phải không anh chị em? Chúng ta cũng thấy sứ đồ Phaolô nói gì, chứ là tất cả chúng ta đó sống để làm một cái mùi thơm cho Đức Chúa Trời, để khi mà mọi người, mùi thơm có nghĩa là gì? Mùi thơm là nhiều khi chúng ta đâu có phải cần phải đi ra chúng ta nói với mọi người là a à, tôi có mùi thơm, đúng không anh chị em? Nhưng mùi thơm đó người chung quanh sẽ ngửi được, sẽ thưởng thức được, và cái mùi thơm đó đó nó làm cho người ta được được nhẹ nhàng, được dễ chịu. Thì đó là cái mùi thơm mà chúng ta đã đem danh của Chúa ra với mọi người. Thì mình có một chút những cái suy nghĩ mình muốn chia sẻ về cái phần Joseph khóc cha, chôn cha cùng với coi như là cả triều đình của Ai Cập và cũng như là các anh em mình. Vì cái đoạn kinh thánh cuối cùng này đó, trên 50 đó các bạn, nó chia ra làm ba đoạn rất là rõ rệt, và nó có mỗi đoạn nó có những cái bài học khác nhau. Thành ra mình muốn dừng lại ở đây một chút để mà nếu anh chị em mình có điều gì chúng ta suy gẫm được qua cái đoạn này, qua cái sự đời sống cũng như là cái chết của Gia-cốp được vinh hiển đến chừng nào, thì nó nói gì với chúng ta? Mình mời mọi người cứ tự nhiên chia sẻ nha. Anh chị em mình có điều gì và chúng ta muốn chia sẻ, hay là chúng ta có câu hỏi gì cũng được, chúng ta cứ tự nhiên. Thôi bây giờ nếu mà giờ mọi người chưa có nghĩ hay là chưa có đủ cái thời gian để mà suy gẫm về về cái điều này, thì mình nghĩ rằng dù là chúng ta trẻ, chúng ta già, thì chúng ta cũng không biết được cái ngày nào là cái ngày cuối cùng của chúng ta, phải không anh chị em? Thành ra là chúng ta cố gắng sống mỗi ngày để mà chúng ta có Thánh Linh của Chúa vào ở trong mình, để hướng dẫn cho mình đi theo những cái con đường mà Chúa biết là tốt đẹp cho chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta cãi lời hay là chúng ta theo ý riêng của mình thì cũng được thôi các anh chị em, chứ không giống như là, nhưng mà sao là chúng ta sẽ chịu những cái hậu quả, và những cái hậu quả đó nhiều khi nó theo theo chúng ta suốt cuộc đời chúng ta. Dù là tình yêu của Chúa thì không thay đổi, nhưng mà chính chúng ta, cái sự chọn lựa của chúng ta quyết định những cái điều gì nó xảy ra đối với cuộc đời của mình. Thì bây giờ đó chúng ta qua cái đoạn thứ hai nha, là cái đoạn từ câu 15 tới câu 21. Đây là cũng là một cái đoạn cũng có rất là nhiều điều để cho chúng ta suy gẫm nữa. Thì mình không biết là có bạn nào bên đó có thể đọc giùm mình cái phần này được không? Con đọc thôi ạ. Cảm ơn Thu Hằng. Yeah. Các anh em của Joseph thấy cha mình đã mất thì nói, nếu Joseph giữ mối căm hờn và báo trả chúng ta về các việc ác chúng ta đã làm cho nó thì sao?
Họ sai người thưa với Joseph trước khi qua đời, cha có dặn rằng các con hãy nói với Joseph, cha xin con hãy tha thứ tội ác của các anh con và những tội họ đã phạm khi đối xử tàn tệ với con. Bây giờ xin con hãy tha thứ tội lỗi cho các đầy tớ Đức Chúa Trời của cha. Nghe lời Joseph khóc. Lúc ấy các anh Joseph cũng đến quỳ mọp trước mặt mà nói, các anh đây là nô lệ của em đó. Nhưng Joseph đáp, xin các anh đừng sợ, tôi đâu dám thay thế Đức Chúa Trời. Các anh có ý làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại dụng ý làm điều ích lợi để hoàn thành mọi việc đã qua, tức là cứu mạng sống của nhiều người. Vậy xin các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Joseph trấn an các anh và nói chuyện dịu dàng với họ. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn Thu Hằng. Đây, thì dĩ nhiên chúng ta thấy đó là gia cốt giống như là một cái gì đó gọi là một cái cầu nối tất cả các con cái của mình lại với nhau, phải không? Có thể các anh của Joseph đều nghĩ rằng, sở dĩ mà Joseph tử tế với mình, đối xử với mình tốt như vậy, đó là vì còn còn cha mình. Nhưng khi mà cha mình mất rồi thì sao? Thành ra chúng ta thấy cái sự lo sợ đó vẫn còn nằm ở trong các anh em của Joseph, đúng không ạ? Thành ra vừa mới khi mà gia cốt mất đi thì chẳng những là mọi người đau buồn vì cha mình mất, nhưng mà nó cũng là một cái điều làm cho các anh rất là lo sợ. Thật ra cái điều đó phản ảnh qua những cái hành động kế tiếp của các anh của Joseph, phải không? Và chúng ta thấy cái này cũng cũng thường tình thôi. Ví dụ đó thì trong trong gia đình của mình đó, nhiều khi nếu mà còn cha còn mẹ hay gì đó thì thôi mình ráng giữ để cho mà nó hòa thuận, để ông bà được vui đại khái vậy. Nhưng mà khi mà coi như những người cha mẹ mình qua đời hay gì đó thì cái lúc đó đó nó lại những cái tranh chiến hay là những cái chuyện cũ thì nó lại lại bùng lên. Và giờ lúc đó thì không có người nào để cầm giữ cái nắp của cái sự hòa bình đó nữa, là có thể là nó nổ tung ra. Có lẽ các anh của Joseph đã suy nghĩ về điều này rất lâu trước khi Gia-cốp chết nữa, nên mà ngay khi mà Gia-cốp chết thì họ sao họ họ bàn với nhau, phải không? Dĩ nhiên là họ có cái cuộc họp bàn với nhau, phải không? Rồi họ mới nói là bây giờ đó, bây giờ phải tính sao đây, nếu mà Joseph giữ cái mối căm hờn đó và báo trả chúng ta thì là chúng ta sẽ phải làm gì ha. Thành ra rồi họ bày ra một cái cách là cái câu 16 đó là họ không có trực tiếp, nhưng mà mới đầu là họ đưa người đến, phải không? Họ sai người đến đến nói với Joseph trước. Và cái câu 16 là trước khi qua đời cha có ra chỉ thị này. Chúng ta không biết cái điều đó có đúng không, phải không? Chúng ta không biết là cha có ra chỉ thị đó không, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy đây là một cái cách mà các người anh của Joseph đó là mượn cái danh của cha mình, mượn cái uy tín của cha mình để mà nói với lại Joseph, chứ các anh không không dám nói trực tiếp, thành ra mượn cái tiếng, mượn cái danh của cha để nói. Thì là cha xin con hãy tha thứ tội ác của các anh con và những tội họ đã phạm khi đối xử tàn tệ với con, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng đó ở đây đó, tới lúc này các anh đã thực sự nhận ra được
những cái tội lỗi mình đã làm, không hề che giấu, phải không? Nói rất là rõ, đó là như tội ác muốn muốn giết em mình, tội ác muốn bán em mình đi, tội ác đó là làm khổ cha mình trong trong suốt bao nhiêu năm, phải không? À, thì và khi mà cái điều mà họ trước tiên họ thú nhận, cái thứ hai là họ xin cái sự tha thứ của Joseph, thì cái phần cuối của câu 17 đó, khi mà Joseph nghe những lời đó, đó thì ông khóc. Thì chúng ta thử nghĩ một chút coi tại sao Joseph khóc. Dạ. 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 Nhỏ nhoi đó ha. Dạ. 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 Cái cách mà chúng ta học Kinh Thánh như vậy ha, chúng ta sự suy nghĩ coi cái đời thường nó có vậy không, mà tại sao nó lại vậy, mà cái tâm lý của mỗi người nữa, thì những cái điều mà chúng ta bàn với nhau đó thì cũng căn cứ trên những cái gì mà chúng ta biết về về tâm lý của con người, rồi biết về những cái điều mà giống như là hay xảy ra, chúng ta hay quan sát thấy xảy ra là như vậy, vân vân. Thì đó, thành ra khi mà mình đọc mình cũng suy nghĩ thì mình nghĩ có hai cái khả năng. Thứ nhất đó là Joseph, thay vì các anh em khóc thì Joseph khóc, mắc cười ha. Là hồi trước là cái người mà phạm tội thì không khóc, mà cái người mà bị đối đãi ấy thì khóc. Thì có thể có hai khả năng đó. Là thứ nhất là có thể bây giờ đó là Joseph cũng bây giờ giống như là nghĩ lại, khi nhiều khi đó có phải là những chuyện quá khứ có thể chúng ta quên, nhưng mà khi mà ai mang lại những cái điều đó chúng ta lại nhớ lại, đúng không? Dạ, nếu nó nhắc lại thì chúng ta lại nhớ lại. Thành ra có thể Joseph khóc, thứ nhất là ông nhớ lại những cái tủi nhục, những cái khổ đau, những cái gì của ông đã trải qua trong suốt mười mấy năm vì bị cha anh em mình bán. Cái khóc thứ hai đó, cái có thể đó là ông lại nghĩ là ủa, từ trước từ đó đến nay ông đã đối xử tốt như vậy, mọi chuyện đã vậy mà mấy người đó còn không tin mình sao, ha, phải không? Thì là nó đều có những cái lý do mà có thể là làm cho ông khóc là như vậy. Nhưng mà ở đây đó, thành ra chúng ta chỉ biết rằng cái đó là cái xúc cảm của Joseph khi mà nghe các anh nói như vậy nha. Thì tới câu 18 là lúc trước là nhờ người tới, nhưng mà bây giờ là chính các anh đến quỳ trước Joseph mà nói các anh đây là nô lệ của em đó. Thì có phải là chúng ta thấy đó các anh chị em, là giống y như cái giấc mơ của mấy chục năm về trước, cái một cái bó lúa của Joseph đứng lên và 11 bó lúa khác quỳ xuống, có phải là cái giấc mơ mà Chúa đã cho Joseph bao nhiêu năm trước đó bây giờ đã hoàn toàn thành thành sự thật, phải không ạ?
Rồi bây giờ lại sau khi mà Joseph khóc, chúng ta đã để ý chúng ta thấy đây không phải là lần đầu tiên Joseph khóc, đúng không? Joseph khóc nhiều lần lắm á. Chúng ta thấy ông cũng là một cái con người rất là đầy thường thường đó. Cái người nam đó, chúng ta đều biết là người nam hay là gọi là gì, hay là khóc thầm thôi, nếu có khóc thì khóc thầm, tức là không có khóc khóc ra 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 ngoài cho mọi người thấy. Mà chúng ta thấy bao nhiêu lần khi đối diện với các anh mình rồi kia, lần đầu tiên là ông khóc, và có nhiều lần mà ông khóc lớn tiếng đến nỗi mà ông phải đuổi hết mọi người ra để mà mình ra khóc cho đã, rồi ở đây ông cũng khóc nữa. Thì chúng ta thấy nhưng mà cái mình không, chúng ta cũng không hiểu được là Joseph có bao giờ chuẩn bị cái trường hợp này chưa, tức là chuẩn bị cái trường hợp mà sau khi cha mình chết thì các anh mình lại đi này, mình không biết phải không. Nhưng mà chúng ta thấy là Joseph đáp liền, và Joseph đáp đó một cái cách đó là giống như ông đã suy nghĩ về cái chuyện này từ rất lâu, chứ không phải là ngay bây giờ là đối phó với cái tình trạng này các anh. Bây giờ mình nghĩ là và mình nói như vậy, nhưng mà Joseph đáp như thế nào? Thứ nhất là xin các anh đừng sợ, phải không? Là ông trấn an các anh mình, là xin cho các anh đừng sợ. Và cái thứ hai là ông nói đó là tôi đâu dám thay thế Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy rất là Joseph có một cái nhìn rất là chính xác về cái vị trí của mình, và cái vị trí của cũng như của tất cả chúng ta, các anh chị em. Dù có cái người nào làm hại chúng ta thì chúng ta cũng không có quyền thay thế Chúa để trừng phạt. Mà cái quyền trừng phạt hay là cái quyền mà phán xét chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Nha, thành ra đây là một cái bài học mình nghĩ rằng trong cái cuộc đời chúng ta đều có những lúc chúng ta trải qua những cái chuyện mà chúng ta nói hả? Ồ, cái người này đó hả, đã làm cho tôi như vậy 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 đó. Thì bây giờ đó là nếu mà bây giờ mình ở tay trên nè, là thì mình sẽ làm cái gì? Mình phán xét người đó, mình phạt người đó, vân 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 vân. Nhưng chúng ta hãy nhớ cái lời này của Joseph, và nó là một cái điều đó là để cho mỗi người chúng ta biết được cái vị trí của mình, là chúng ta không là ai để mà thay thế Chúa trong cái việc phân xử hay phán xét hết. Dù cái người đó có làm điều gì nữa thì cái sự phán xét chúng ta đều tin rằng thuộc về Chúa, phải không? Và nếu mà như vậy đó, mình thấy chúng ta cũng thấy mình, cái lòng mình nó nhẹ nhàng hơn là một. Cái thứ hai đó, chúng ta thấy mình cao hơn các anh chị em. Chúng ta cao, mình cao hơn những cái điều người khác làm hại cho mình. Vì chúng ta đều tin rằng có Chúa luôn luôn là đấng công bình, và Chúa không bao giờ để cho chúng ta thua lỗ đâu. Thành ra dù chúng ta có bị thiệt thòi thì cũng giống như nguyên cái câu chuyện của Joseph, chúng ta sẽ thấy rằng không ai có thể thay đổi được ý định của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Cái câu số 20 là nói gì? Các anh có ý làm hại tôi. Ông nói rất là rõ, chứ ông không có gọi là ồ không sao đâu các anh bây giờ mọi chuyện ok rồi này kia, cái chuyện các anh làm cũng không có sao đâu. Nhưng ông nói rất là rõ, và cái đó cũng là cái bài học cho mỗi chúng ta, là các anh có ý làm hại tôi. Cũng giống như thí dụ có người nào mà mình nghĩ rằng nếu mà về sau người ta làm gì đối với mình đó, rồi người ta đến người ta gọi là xin mình tha lỗi hay là muốn làm hòa đó,
thì mình cũng học cái gương của Joseph ở đây. Chúng ta nói cái vấn đề nó thật y như là vấn đề, chứ chúng ta không có gọi là giống như là gì là cover, chúng ta bao nó, chúng ta nói nhẹ đi hay gì, chúng ta cứ cứ nói cho nó đúng cái sự kiện nó là vậy. Nhưng cái chữ nhưng là gì? Cái chữ nhưng nó luôn luôn nói được một cái điều ngược lại, phải không? Đó, thành ra chúng ta thấy nhưng Đức Chúa Trời lại dùng ý làm điều ích lợi để hoàn thành mọi việc đã qua, tức là cứu mạng sống của nhiều người. Thành ra ở đây Joseph cho tất cả những cái gọi là cái vinh hiển, những cái tốt đẹp, những cái mà chúng ta hay nói là gì, credit đó, nghĩa là tất cả những cái điều tốt đẹp, tức là nó thuộc về về Chúa thôi. Tại và Chúa dụng ý là có nghĩa là gì các anh chị em? Là Ngài có ý định của Ngài, chứ không phải Ngài làm, nghĩa là không có mục đích, không có kế hoạch, không có gì, nhưng Chúa dụng ý với mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Các anh chị em mình tin đi, dù là chuyện gì đi nữa, dù cái chuyện khó khăn, dù là có những cái mà có những cái lúc thử thách mà mình nhiều khi mình hỏi là tại sao Chúa lại để điều này xảy ra, đúng không? Có không, chúng ta có hỏi câu đó không? Có chứ. Nhưng mà chúng ta hãy tin rằng Chúa có dục ý của Chúa trong mọi việc Chúa làm, để dạy chúng ta một bài học nào đó, để giúp chúng ta, để rèn luyện chúng ta, để hướng dẫn chúng ta, nói chung là để làm ích cho chúng ta. Và khi làm ích cho chúng ta cũng là để cứu mạng nhiều người. Nhiều khi chúng ta hỏi mình có cứu mạng ai đâu, mình có làm được cái gì đâu, chúng ta không biết các anh chị em. Nhưng mình cứ tin đi, một chúng ta có thể chúng ta không làm tể tướng to như là ông Joseph, như là ông quan Joseph, nhưng chúng ta đều có thể ảnh hưởng, chúng ta đều có thể làm ích cho mỗi người chung quanh chúng ta mỗi ngày. Và đôi khi nói của chúng ta, chỉ một cái hành động tử tế, chỉ một cái sự chăm sóc của chúng ta vân vân, là có thể cứu cái người đó. Có thể là qua những cái cơn mà giống như là họ bị trầm cảm, họ bị đau khổ quá, họ bị khó khăn vì kia quá, chỉ những cái sự tử tế của chúng ta, những cái của chúng ta đó là đã cứu mạng họ đó. Các anh chị em, chúng ta suy nghĩ đi, chúng ta sẽ thấy mỗi ngày chúng ta đều, ai đi nữa, chúng ta còn sống là chúng ta còn có cái cơ hội. Mình hay nói như vậy là gì? Là để chúng ta có thể sống ích lợi cho mình và cho người nữa. Ai trong chúng ta cũng có thể làm ích lợi cho người khác hết. Chúng ta suy nghĩ đi, và chúng ta thành thử gọi là gì? Thử thách chính mình đi. Mỗi người chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm được ích lợi gì cho ai? Cái đó là cái câu hỏi của mình cho chính mình cũng như cho tất cả mọi người anh chị em mình có mặt ngày hôm nay. Thì đó, thì chúng ta cứ cứ theo đó mà chúng ta sống nha. Câu của 21 rồi, mở đầu là ông đã trấn an là xin các anh đừng sợ. Câu 21 lại thêm một lần nữa ông lại lặp lại, tức là ông nhấn mạnh cái điểm là mọi người cứ yên tâm vì tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Rồi Joseph trấn an các anh và nói chuyện dịu dàng với họ. Ha, chúng ta thấy ở đây mình cũng thấy là Chúa ban cho Joseph những cái đặc tính rất là hay, tức là chúng ta cũng không có thấy mà giống như ông nóng giận hay là gì, phải không? Nhưng mà ông luôn luôn đối xử với mọi người rất là khoan hòa và giống như là nhẹ nhàng.
À, thì cái đó cũng là cái đặc tính của Joseph. Rồi, thì bây giờ chúng ta học tới cái phần cuối cùng là Joseph qua đời nha. À, là mình nhờ một bạn nào đọc giùm mình từ câu 22 tới câu 26 được không? Dạ, để con đọc cho ạ. Rồi, cảm ơn con. Joseph qua đời. Joseph cùng gia đình mình cư trú tại nước Ai Cập, người hưởng thọ 110 tuổi, thấy được con cháu Ephraim đời thứ, đến đời thứ ba và nâng niu trên đầu gối mình các con của Maki, con trai Manasseh khi chúng mới sinh ra. Joseph bày tỏ cho các anh em: tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đến cứu giúp các anh em và đưa các anh em ra khỏi xứ này để quay về xứ mà Ngài đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Joseph bảo các con trai Israel thề rằng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đến cứu giúp anh em. Lúc ấy, anh em phải rời hài cốt tôi ra khỏi nơi này. Vậy, Joseph qua đời lúc được 110 tuổi. Người ta lấy thuốc thơm ướp xác người rồi liệm trong một chiếc quan tài tại Ai Cập. Rồi, cảm ơn Thảo ước nha con. Cái đoạn cuối cùng của Sáng Thế Ký này nói về cái sự qua đời của Joseph. Thì chúng ta thấy rằng ông được 110 tuổi cũng không phải là rất là thọ, nhưng mà cũng là khá thọ rồi, phải không? So với lại các tổ phụ của mình. Và thường thường đó, khi mà chúng ta nói về những cái ai cũng vậy, trước khi mà gọi là qua đời đó thì luôn luôn là phải dặn dò mọi người ha, là khi mà tôi không còn biết gì nữa thì, hay là khi tôi chết thì cái nguyện vọng của tôi là ABCD, thí dụ vậy. Thường thường ở đây đó, bên Mỹ này á, là người ta cứ hay khuyến khích chúng ta đó là chúng ta viết một cái gọi là cái gì, cái di chúc, di chúc, dạ, mình bắt thành cái will ha, ở bên đây dạ, là dạ, cái di chúc là chúng ta ở Việt Nam cũng có mà phải không? Vâng, là, có. Dạ, dạ, là bây giờ đó nếu mà tôi chết đó thì là thiêu hay là chôn hay là chôn ở đâu hay là cái gì vân vân và vân vân, rồi ví dụ phân chia tài sản như thế nào hay gì gì phải không? Thì ở đây đó là câu 24 đó, là Joseph bày tỏ cho các anh em. Khi mà ông nói như vậy đó, mọi người có nghĩ thấy rằng Joseph chết trước các anh em mình không? Phải không? Dạ, yeah, rõ ràng là ông không phải là người sống lâu nhất trong các anh em, nhưng mà ông là người chết trước các anh em mình. Và nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng ô, nếu mà cái người mà được phước của Chúa đó thì là sẽ sống lâu trăm tuổi sẽ này kia, không phải, không hẳn là vậy đâu các anh chị em. Chúng ta đều hiểu rằng cái cuộc đời của chúng ta ở trong trong cái sự sắp xếp của Chúa, số ngày của chúng ta cũng đã được Chúa định. Và dù là có chết sớm hơn hay gì cũng không phải là không có phước nha, chúng ta cần phải nhớ là như vậy. Chứ chúng ta, tại vì rõ ràng đó, mình làm cái ngành của mình đó, mình đi gặp các cụ đó rất là nhiều, thì nhiều khi đó mình thấy cái này là cái tư tưởng của các cụ này. Sao mà tôi giống như là bây giờ đó, là tôi chỉ mong được 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 chết thôi, đại khái là chỉ được an nghỉ là thôi, như vậy cũng đủ rồi. Có nhiều khi đó các bạn, những cái ngày cuối đời đó, mà nếu mà gọi là vừa với những cái khó khăn về thể chất đó, đau đớn bị này kia gì đó, thì phải là không hẳn là cái điều phước hạnh đâu. Thành ra chúng ta cứ yên tâm rằng Chúa biết và Chúa định cái những cái ngày của chúng ta sống. Thành ra dù là bao nhiêu tuổi đi nữa, chúng ta cũng vẫn rất là thỏa lòng. Thì khi mà Joseph nói với các anh em mình, thì Joseph chỉ nói rằng
ông để lại cho mọi người cái gì? Ông để lại cho mọi người Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ông nói rõ không? Tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đến cứu giúp các anh em và đưa anh em ra khỏi xứ này để quay về xứ mà Ngài đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Ha? Thành ra mình nghĩ là nếu mà ở cái cuối cuộc đời của mình mà cái điều gì mình muốn để lại cho những người xung quanh thì mình cũng muốn để lại Đức Chúa Trời cho họ. Tại vì cái chỉ có Ngài là đấng toàn hảo, là đấng siêu việt và là đấng có thể chu cấp ban cho và sắp đặt mọi sự tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mỗi con người thôi. Ở đây đó chúng ta cũng thấy rằng Joseph không làm được cái việc là đưa gia đình mình trở về Canaan. Cái giai đoạn của Joseph chỉ là đưa các anh em mình, đưa toàn gia tộc của Jacob ra khỏi Canaan để mà bảo tồn mạng sống và sau đó thì sinh sôi nảy nở. Còn cái việc mà khi nào mới trở về Canaan, khi nào cái xứ đó mới là cái đất hứa của dân tộc này thì không đến ở trong cái thời đại của Joseph, phải không? Thành ra chúng ta thấy rằng là ông mới nói rằng là khi mà Chúa đến cứu giúp anh em thì lúc ấy anh em phải dời hài cốt tôi ra khỏi nơi này. Ông cũng dặn các anh em mình là như vậy. Và có lẽ là lúc đó thì có thể không có còn là anh em nữa mà có thể là cháu chắt gì đó, phải không? Tại vì cái thế hệ của Jacob và các anh em rồi cũng sẽ qua rất mau thôi. Và chúng ta biết rằng đó cái lời của Joseph đã thành sự thực, là tại vì nếu chúng ta học tiếp sách kế tiếp là sách Ai Cập Ký thì chúng ta biết rằng sau đời của Joseph, dân Israel ở Ai Cập 400 năm nữa và sau đó thì Chúa mới sai Môi-se để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Ha? Thì rõ ràng là đúng rồi, là Đức Chúa Trời đã đến và cứu giúp anh em, giống như cái lời mà Joseph cuối cùng nói lại với các anh em mình là như vậy. Mình chưa có kịp nghiên cứu tới cái đoạn đó, nhưng mà mình có đọc lấy một cái đoạn là có một người nói rằng là khi mà Môi-se đưa dân ra khỏi Ai Cập đó thì có mang theo cái quan tài của Joseph, là làm cho hoàn thành cái ý nguyện của ông là được trở về, được chôn tại xứ Canaan. Thì cái đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ trong đoạn 50 này. Rồi, anh chị em mình có điều gì mà chúng ta học được, chúng ta phản ảnh được trong cái phân đoạn này thì chúng ta cùng chia sẻ cho mọi người đều nghe nha. Rồi, Thanh chia sẻ nha. Dạ, mời bác Thanh. Dạ. Trong cái đoạn mà sau khi Jacob qua đời rồi đó, thì các anh đến để mà nói với lại Joseph đó, thì ở đây chúng ta học được một cái điều đó là mình đừng có suy bụng ta ra bụng người. Suy bụng ta ra bụng người. Cái điều này là cái tâm lý mà của người đời đấy. Các cái người anh của Joseph đó là cái tâm trạng của người đời mình đấy, là thường hay suy bụng ta ra bụng người. Và cái điều này là điều tối kỵ ở trong trong cái tinh thần, trong cái đời sống mà của cơ đốc nhân. Chúng ta để ý cái chỗ này.
Cho nên trong hội thánh của Chúa cũng vậy, trong gia đình của mình cũng vậy, là cái chuyện này đó, nhiều khi đó mình hay nói cái điều này này, ta biết cái tim đen của mi này, ta đi gút ở trong bụng mi này, đó đó là cái điều mà suy bụng ta ra bụng người, đó là điều mà cấm kỵ, và đó cũng là cái điều mà con người mình hay lên án kết tội người khác. Đó là điều mà chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta tránh cái chuyện này. Và cái chuyện này là cái chuyện mà nếu mà chúng ta ôn lại trong cái quá khứ đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái chuyện này đó làm cho cái tình cảm trong gia đình hay là trong cái tình cảm trong hội thánh nó sức mạnh. Và đó là cái điều mà suy bụng ta ra bụng người, là cái điều đó là cái điều mà cấm kỵ ở trong một cái con người tin chính Chúa. Đó là cái đoạn mà chúng ta trong cái phân đoạn mà chúng ta học về sau khi Gia-cốp chết rồi đó, thì các anh đến với Joseph, và cái phần cuối cùng là khi mà Joseph già và chết đó, thì chúng ta biết rằng đến cái lúc này thì Joseph nhắn nhủ lại với các anh mình đó, là Đức Chúa Trời sẽ đến thăm viếng các anh. Chúng ta không biết được là trong cái các người anh của Joseph là người nào qua đời trước. Ví dụ như Ruben là được trưởng nam đó, là anh cả đó, thì không biết. Tới giờ phút này thì không biết là ông có qua đời chưa, mình không biết. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói rằng là Joseph sẽ chết, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em mình. Đây là cái điều mà mỗi người trong chúng ta đó, là phải có cái quan tâm đến những Không không biết là có gì mà thấy không có nghe được bác bác chắc bác bị mất mạng cô ạ. phải không con? Thì mọi người ơi, mình muốn nhắn một cái này nữa nha, tại vì cũng ra đến cái giờ mà chúng ta xong rồi. Tuần tới chúng ta sẽ có nguyên cái thời gian để mà chúng ta ôn lại sáng thế ký nha. Thành ra nếu ai có trong chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào hay những bài học nào mà nổi cộm lên nhất, hay là cái nhân vật nào trong sáng thế ký mà chúng ta gọi là tâm đắc nhất, thì là chúng ta chuẩn bị để chúng ta chia sẻ nhá. Tại vì mình rất là muốn nghe, là và rất là tạ ơn Chúa là chúng ta có cái thời gian để chúng ta học với nhau 50 chương của Sáng Thế Ký rồi đó. Cái đó cũng là một cái điều mà mình rất là vui, rất là tạ ơn Chúa là cái điều chúng ta đưa ra được chúng ta hoàn thành. Cúc mới nói là sang tuần sau là đi thi đó, đi thi Sáng Thế Ký nha mọi người nha. Mấy cô này chưa chi đã đòi đồ sổ hết trơn, kỳ quá. Và nhà mình cũng muốn báo tiếp nha các anh chị em, là bắt đầu tháng 7 chúng ta sẽ học Công Vụ Các Sứ Đồ. Tại vì đây là một cái sách đó là gần gũi nhất, gần gũi nhất với lại cuộc đời, với lại coi như hội thánh hiện tại, phải không? Những cái chuyện mà nó thích hợp nhất với hội thánh hiện tại là sự thành lập của hội thánh ban đầu như thế nào, những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái vấn đề trong hội thánh ban đầu như thế nào, thì bây giờ nó cũng xảy ra gần y như vậy đối với lại hội thánh hiện nay nha. Rồi. Bây giờ chúng ta xong cái phần học hôm nay, mình xin nhờ Cúc dâng lời cầu nguyện trước khi mà chúng ta kết thúc buổi học. Cúc ra đây đi Cúc. Nhưng mà đừng có bấm Cúc, cấm bấm nó bị ấy. Cúc mời Cúc qua đây đi Cúc.
Dạ, xin mời anh chị em cùng hiệp ý với Cốt trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa đã cho chúng con biết dành thời giờ của mình để học lời Chúa mỗi sáng Chủ nhật và mỗi sáng thứ bảy tại Hoa Kỳ và buổi tối tại Việt Nam. Con cảm ơn Cha đã cho tấm lòng của chúng con luôn hướng về Ngài để chúng con dành thời giờ cho Ngài qua lời học Kinh Thánh. Cảm ơn Cha đã cho chúng con đã xong phần sáng thế ký được 50 đoạn. Xin Chúa cũng cho con tuần tới chúng con học thêm được những kinh nghiệm mà chúng con rút ra từ 50 đoạn trong sáng thế ký, để chúng con qua những nhân vật trong sáng thế ký chúng con đặt để mình có tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời và quý trọng Ngài như Joseph đã thực hành trong đời sống của mình đến khi ông trở về già và mất đi. Con cảm tạ ơn Cha. Xin Cha tiếp tục ở cùng chúng con trong phiên thờ phượng thứ hai. Ban ơn cho mục sư Nguyễn Cao Quốc trong bài giảng về người cha. Và xin Cha cũng gìn giữ chúng con trong một ngày mới tốt lành, và các anh chị em ở Việt Nam trong một giấc ngủ ngon, an lành. Con đội tạ ơn Cha nhiều lắm. Mỗi chúng con dâng về Cha với lòng biết ơn và kính trọng. Con dâng tất cả anh cha Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, cảm ơn.